Kính thưa quý vị khán giả, chỉ sau 15 ngày tiếp nhận thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, một chuyên án đã được xác lập và đấu tranh thành công. Đó là đường dây tội phạm sản xuất lưu hành tiền giả với sự tham gia của gần chục đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các đối tượng hoạt động khép kín bằng các tài khoản mạng xã hội được thiết lập từ thông tin hoàn toàn giả mạo, cắt khúc trong từng công đoạn phạm tội và sẵn sàng xóa dấu vết nếu cần. Cuối tháng 8 năm 2023, từ việc công khai số điện thoại cá nhân, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp về hiện tượng sử dụng lưu hành tiền giả xảy ra trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ngay lập tức chuyển cho Phòng An ninh điều tra để xác minh làm rõ. Xuất phát điểm từ cái việc mà phát sinh chuyên án này ấy, là đến một cái điều cũng rất là đặc biệt là đồng chí Đinh Văn Nơi, Thiếu tướng Giám đốc Công an tỉnh đã 6 giờ sáng là đã nhắn tin cho tôi, gửi cho tôi một số những cái hình ảnh tiền giả công khai ở trên Facebook. Và đồng chí có nhắn hỏi tôi rằng ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có cái hiện trạng này không? Thế và nếu có thì nhất khoát không để tình trạng này xảy ra vì nó ảnh hưởng lớn đến an ninh tiền tệ, đấy, gây nguy hại cho xã hội là rất lớn. Sau khi rà soát thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tìm ra người đăng tin về tiền giả là chị H, một công dân cư trú tại tổ 4, khu phố 6, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chị H là chủ một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn. Theo thông tin chị H cung cấp, vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng ngày 13 tháng 8 năm 2023, trong khi chị đang trông cửa hàng, thì có một thanh niên mặc đồ đen đi xe máy ghé vào quán, nhờ chị chuyển giúp 2 triệu 800 nghìn đồng vào tài khoản. Số tiền mà thanh niên này đưa cho chị gồm nhiều mệnh giá khác nhau, trong đó có 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả. Em đếm thì là những cái đồng tiền kia thì các bạn ấy trộn vào ấy. Thì em đếm thì nó rát hơn ấy, nó dày hơn, thế em mới phát hiện ra. Em chạy ra thì em gọi bạn ấy thì bạn ấy không quay lại nữa rồi. Em nhắn cho bạn ấy 1.000, xong em viết nội dung tin nhắn các kiểu cho bạn ấy ở dưới là phát hiện ra tiền giả nhưng mà bạn ấy cũng không trả lại tiền cho em. Sau khi cố gắng liên lạc với nam thanh niên kể trên không được, chị H chụp ảnh và đăng 2 tờ tiền giả trên group Hoành Bồ 24 giờ để người dân cảnh giác. Từ những thông tin do bị hại cung cấp, cơ quan an ninh điều tra đã nhanh chóng tìm ra 2 thanh niên sử dụng tiền giả tráo đổi lấy tiền thật là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng, cùng sinh năm 2005, trú tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là 2 học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và đang chờ kết quả trúng tuyển để nộp vào đại học. Cơ quan điều tra cũng đã thu được 5 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng mà các đối tượng này cất giữ và làm rõ đường đi của những đồng tiền giả này. Hai em này đã đặt mua qua mạng, thì các đối tượng ở trên mạng đã giao cho các shipper. Đấy, hẹn hai em đấy là đến Bắc Ninh để nhận cái tiền giả. Khi mà đặt tiền, hai em đã phải chuyển cho các đối tượng 2 triệu đồng để mua được 7 triệu tiền giả từ cái shipper ở Bắc Ninh. Với một cái cường độ làm việc của ban chuyên án là phải nhanh chóng. Chúng tôi cũng đã quán triệt rất là kỹ để tập trung là nhiều cái lực lượng, không phải chỉ riêng là cơ quan an ninh điều tra mà kể cả là sử dụng tổng lực một số cái đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh để tập trung là chia ra nhiều tổ công tác để đồng loạt là khi mà phát lệnh là phá án thì phải là xử lý một cách đồng loạt để mà chúng ta bắt giữ và khám xét và thu giữ được những cái chứng cứ ở trong cái đường dây này.
có 3 manh mối quan trọng nhất mà Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng cung cấp cho cơ quan điều tra. Đó là các đối tượng này đã mua tiền giả từ một tài khoản Facebook có tên Trần Hoài Nam mà nhận hàng từ shipper giao hàng có nick Zalo là Trung Anh TD. Địa điểm nhận tiền là khu công nghiệp về ship Tiên Du, Bắc Ninh. Như vậy, nhiệm vụ của ban chuyên án là phải làm rõ Trần Hoài Nam trên mạng xã hội Facebook và Trung Anh TD trên mạng xã hội Zalo là ai. Lúc đầu, ban chuyên án cho rằng đối tượng giao hàng ở Bắc Ninh chỉ là shipper, nhưng quá trình điều tra nick Zalo Trung Anh TD của người này có nhiều hành tung bí ẩn, hoạt động đáng ngờ, nên nhận định đây không đơn thuần là shipper của các đơn vị vận chuyển, mà là một mắt xích trong đường dây lưu hành tiền giả. Hai cái trên shipper này chúng tôi không có bất cứ một cái thông tin, nguồn tin gì. Facebook cũng là ảo, và cái thời điểm nhận tiền ấy thì không có người chứng kiến, cũng không có cam, bởi vì các đối tượng hẹn ra ở một cái khu rất là trống, và các đối tượng có sử dụng những cái khẩu trang để mà tránh bị phát hiện và nhận dạng. Chính vì thế là gần như cái thời điểm chúng tôi cảm thấy là bế tắc. Lực lượng tham gia chuyên án với những cán bộ không chỉ thông thạo về nghiệp vụ mà còn giỏi ngoại ngữ và có hiểu biết sâu về công nghệ. Trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng tìm ra di biến động của hai đối tượng là Trung Anh TD và đối tượng đi cùng có nick Zalo là Cá Con. Lúc này đang cư trú tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hai đối tượng này giữ nhiệm vụ vận chuyển, giao tiền giả cho đối tượng có nhu cầu mua tiền giả từ Facebook Trần Hoài Nam. Ban chuyên án đã ra lệnh bí mật bắt giữ Trung Anh và Cá Con. Thông tin liên quan đến Trung Anh và có Cá Con này thì nó rất là ít. Tài liệu mà chúng tôi thu thập được ở trên Facebook thì chỉ là một cái bức ảnh có hình ảnh của đối tượng đang đứng cạnh một con xe phân khối lớn ở một cái vườn đứng ở trước cửa nhà. Thế thì căn cứ vào xác định cái vị trí của cái lực lượng kỹ thuật thì chúng tôi xác định được cái khu vực mà đối tượng có thể lưu trú. Tổ công tác đã đi từng ngóc ngách trong bán kính 1 km để tìm ra được một khu vực tương đối giống trong bức ảnh. Thế thì chúng tôi cũng xác định được là ở ngay một cái nhà trọ cách khu vực mà đối tượng shipper thứ nhất ấy, ở khoảng tầm 400m, thì trong cái dãy nhà trọ này là có cái xe phù hợp với lại cái biển số xe của Thanh Hóa và có đôi số 43, và xác định được là cái đối tượng Cá Con này đang sống ở trong cái nhà trọ đó. Thì cái phương án để xác minh và xác định chính xác được đối tượng cái thời điểm đó là cũng tương đối khó khăn, vì chúng tôi cũng chưa biết mặt được cái đối tượng thứ hai là đối tượng Cá Con. Vì nguồn tin trinh sát cho biết hai đối tượng vừa nhận tiền giả từ đối tượng cầm đầu, nếu bắt Trung Anh sẽ đánh động Cá Con. Sau khi thống nhất với lãnh đạo, tổ công tác được giao nhiệm vụ tiến hành mai phục các vị trí trọng yếu tại nơi ở của hai đối tượng Trung Anh và Cá Con. Khi
xác định cá con đi ra khỏi phòng trọ, tổ công tác đã lập tức tiến hành bắt giữ. Lúc này, tại nơi ở của Trung Anh, các trinh sát cũng đã khống chế thành công đối tượng này. Trung Anh, cá con bị bắt giữ, hơn 20 triệu đồng tiền giả đã được thu giữ kịp thời. Tại cơ quan điều tra, Trung Anh và cá con được làm rõ tên thật là Hoàng Trung Hòa, sinh năm 1997, và Vì Văn Ninh, sinh năm 2003, là người gốc Sơn La, hiện đang làm tuyển dụng dịch vụ việc làm và tạm trú tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Từ lời khai của Hoàng Trung Hòa và Vì Văn Ninh, ban chuyên án củng cố nhận định về vai trò của đối tượng cầm đầu có tên Facebook là Trần Hoài Nam. Nhưng Trần Hoài Nam thực chất là ai thì chính hai đối tượng đóng vai trò shipper này cũng chưa từng gặp bạn. Sau khi chúng tôi xác định được cái chủ tài khoản đã nhận cái số tiền 2 triệu đồng mà cháu Thiệp mà nó chuyển vào để mua đấy, thì là không phải là chủ tài khoản mà người đứng ra mở, chỉ đứng ra mở và sau đó giao cho người khác banking sang một cái tài khoản khác MB của một đối tượng trong Thanh Hóa. Thì chúng tôi đánh giá này là cái đối tượng chính mà bán cái số tiền đấy là không phải là cái người chủ tài khoản đấy, mà lại là một cái đối tượng mà có cái gọi là được thụ hưởng cuối cùng. Ban chuyên án nhận định kẻ thụ hưởng cuối cùng Lê Bá Toàn rất có thể là đối tượng cầm đầu đường dây tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả này. Lê Bá Toàn là một đối tượng thường di biến động, sinh sống chủ yếu ở Huế. Điều tra nhanh, ban chuyên án nắm được Lê Bá Toàn, sinh năm 1993, địa chỉ phố Nèo, Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hóa, đã tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa, có trình độ hiểu biết và khá thông minh trong việc áp dụng công nghệ. Nhưng Toàn cũng từng có một tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Ban chuyên án cũng đã vẽ lên được sơ đồ đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả do Lê Bá Toàn chỉ đạo. Lúc này, nắm được Toàn đang có mặt ở Hà Nội, ban chuyên án đã quyết định phá án. Một tổ công tác được phân công theo dõi sát di biến động của Toàn. Tối 27 tháng 8, tổ công tác phát hiện Toàn lên xe ô tô dịch chuyển từ nơi ở và ngoại thành Hà Nội đi lên cao tốc theo hướng Hà Nội Ninh Bình. Đây là cái đối tượng hoạt động và đã chủ động cho cái việc mà che giấu về thông tin cá nhân cũng như là che giấu về cái hoạt động vi phạm của mình, và các đối tượng là đều chủ động bỏ tất cả những cái thông tin liên lạc hay là bỏ tất cả những cái dữ liệu cá nhân của mình khi mà bị phát hiện. Mà với cái việc dữ liệu cá nhân này thì nó đều nằm trong máy điện thoại của đối tượng, và đối tượng có thể thay đổi hoặc là có thể hủy bỏ ngay lập tức. Sau nhiều giờ đồng hồ di chuyển trên đường, một tình huống bất ngờ xảy ra. Đó là rạng sáng ngày 28 tháng 8, Lê Bá Toàn đột ngột dừng xe nghỉ trên đường cao tốc. Để không bị lộ, tổ công tác dừng xe cách đó 1 km. Các trinh sát đã khéo léo giám sát đối tượng, tránh bị đối tượng nghi ngờ, phát hiện.
bắt Toàn không khó, nhưng bắt làm sao để đối tượng không có thời gian tiêu hủy chứng cứ. Sau khi tính toán, tổ công tác lựa chọn phương án kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi đối tượng mở cửa xe. Sau khi đỗ xe trên đường cao tốc 5 giờ đồng hồ liên tục, Lê Bá Toàn bất ngờ mở cửa xe bước ra ngoài. Tổ công tác nhanh chóng áp sát, đánh bắt đối tượng. Nút thắt quan trọng nhất cho vụ án đã được mở. Nhưng thời điểm bắt giữ, Lê Bá Toàn quanh co chối tội, chỉ khai nhận là khâu trung gian. Toàn khai đặt mua tiền giả trên mạng trong miền Nam. Phân tích trên sơ bộ vụ án, ban chuyên án nhận định Toàn vẫn còn những khai nhận chưa thành khẩn. Bằng các biện pháp kỹ thuật, cơ quan điều tra đã buộc Toàn phải khai báo nơi chúng thực hiện sản xuất tiền giả. Vị trí Toàn khai là ở khu vực Ngọc Hồi, Mễ Trì, Hà Nội. Tuy nhiên, khi lực lượng đến nơi thì nhóm này đã di chuyển sang khu đô thị Ocean Park ở Gia Lâm, Hà Nội. Vào trong đấy thì nó rất mênh mông, rộng lớn, nhìn nhiều cái khu đấy. Nhưng mà mỗi cái ấn tượng nhất là chúng tôi trong quá trình nghiên cứu thì là biết đối tượng đi một cái xe màu cam, có đuôi là không, đuôi là 5 thôi, còn cái các kia thì các số khác thì không nhận diện được vì đối tượng che nên. Ban chuyên án tổ chức lực lượng kín tại khu vực Ocean Park. Các mũi công tác còn lại cũng được lệnh bắt giữ các đối tượng còn lại. Chúng tôi đã vẽ sơ đồ vụ án hình sự. Từ cái sơ đồ này thì chúng tôi mới phân tích từng các nhóm đối tượng, từng phương thức thủ đoạn âm mưu của các đối tượng như thế nào, các vết như thế nào, để từ đó chúng tôi phân công cán bộ phù hợp nhất. Và chúng tôi đã chia tổ để đánh từng tổ. Đấy, ví dụ như là chúng tôi đã, lúc ban đầu chúng tôi đã thành lập ra 6 tổ công tác, nhưng từ cái vẽ sơ đồ vụ án thì chúng tôi lại phải tiếp tục thành lập 5 tổ và phá án đồng loạt cùng một lúc. Sau khi bắt giữ các đối tượng trong đường dây, một tổ công tác được phân công truy tìm tất cả vật chứng mà các đối tượng đã sản xuất và dùng để làm tiền giả. Kết quả, ban chuyên án đã trục vớt, thu giữ được tang vật của vụ án là máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép plastic và nhiều đồ vật tài liệu khác. 40 triệu 500 nghìn đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500 nghìn đồng và gần 20 loại giấy tờ giả, bao gồm cả căn cước công dân mới. Kết quả điều tra cho thấy, Lê Bá Toàn là đối tượng am hiểu về công nghệ và có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Sau khi thống nhất công tác, Toàn hướng dẫn nhóm đối tượng Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1994, Khổng Tuấn Thành, sinh năm 2003, cùng ở Ý Yên, Nam Định, mua máy can ép plastic loại siêu mỏng, máy in màu 3D bằng giấy dành cho việc in tiền để sản xuất tiền. Thời gian đầu, khi Đại, Thành sản xuất ra loại tiền chưa giống thật, Toàn trực tiếp đến hướng dẫn sao cho giống nhất có thể. Khi đã đạt yêu cầu, Toàn đặt nhóm này làm tiền giả để bán cho mình. Toàn liên hệ
rủ người lập ra trang Facebook, giao bán tiền ở các tỉnh. Khi ai có nhu cầu đặt mua thì liên hệ thông báo cho Toàn. Toàn báo cho Đại sản xuất theo nhu cầu của mình. Nhóm này thay đổi địa điểm sản xuất liên tục ở nhiều nơi, bao gồm cả ở Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội. Ngay tại Hà Nội, các đối tượng cũng luân chuyển liên tục, lúc chỗ này, lúc chỗ khác. Mặc dù đã nghĩ được ra những cái phương thức để sản xuất tiền, nhưng lại không trực tiếp sản xuất tiền. Đấy, mà lại đi rủ dê một cái nhóm, biết được một cái nhóm là chuyên đi làm giấy tờ giả. Thì bắt đầu mới gạ cái nhóm mà sản xuất giấy tờ giả mà chuyên bán ở trên Trung Quốc ấy, là gạ họ là sản xuất ra tiền để mà bán có lợi nhuận cao hơn. Thế thì đối tượng này rất là khôn khéo để tránh trường hợp là nếu như có xảy ra cái gì đấy thì sẽ không bị xử lý về cái tội sản xuất tiền giả. Toàn đã liên hệ với các trường hợp mà có lúc ban đầu là có nhu cầu làm giấy tờ giả hoặc là có nhu cầu mua tiền giả, thì sau đó là Toàn đã liên hệ để sử dụng chính các đối tượng này để làm tay chân cho mình, để phục vụ cho cái việc là quảng cáo cho các khách hàng khác có nhu cầu mua hàng. Lê Bá Toàn, một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, một người có kiến thức, có trình độ về công nghệ thông tin, nhưng đã không sử dụng khả năng của mình vào những công việc lương thiện đúng pháp luật. Hai đối tượng vừa học xong trung học phổ thông, nhẽ ra các em đã trở thành những tân sinh viên đại học, nhưng chỉ vì lòng tham và sự thiếu hiểu biết pháp luật nên đã tự tay khép lại cánh cửa tương lai của mình. Em thấy là các anh công an làm việc rất là nhanh chị ạ. Em đăng bài lên một cái mà các anh đã phát hiện ra luôn, xong là đến gọi em lên, xong là lên công an làm việc đấy ạ. Làm tận tình đến nơi đến chốn luôn. Tình hình tội phạm trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh kéo giảm trên 5% cũng chính từ những cái sự đóng góp của quần chúng nhân dân thông qua là tố giác đối với cái đường dây nóng. Đây là một trong những cái hiệu quả rất là lớn và niềm tin của nhân dân là rất là cao khi là nhân dân người ta là tố giác mà lực lượng công an tiếp nhận và xử lý rất là kịp thời. Chuyên án bắt giữ các đối tượng trong đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả do Lê Bá Toàn cầm đầu đã khép lại trọn vẹn, đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ của Bộ Công an về khám phá chuyên án, đánh rắn không đánh khúc cuối, không đánh khúc giữa, phải đánh dập đầu. Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2023, một chủ tiệm vàng thuộc thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến công an thị trấn trình báo về việc nghi vấn bị các đối tượng lừa bán 7 tờ tiền mệnh giá 500 euro giả với giá 74,5 triệu đồng. Thì khi mà đối tượng đến đảo là thời gian lúc mấy giờ vậy? Lúc đó đối tượng lúc 3 giờ chiều. 3 giờ. Là nãy giờ cách đây nãy giờ là khoảng 5 phút. Thì bây giờ đây cơ quan công an báo, đây cơ quan công an tôi tiếp nhận tin báo của anh ha. Ông chỉ thì sáng gặp chỉ cần tập trung cách nhất thì chỗ ông chỉ đều tập trung làm việc lại bị hại. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ công dân, công an thị trấn Tân Châu đã triển khai cuộc họp khẩn để huy động toàn bộ công an thị trấn chia làm nhiều tổ công tác tỏa đi các hướng nhằm truy tìm người phụ nữ lạ mặt vừa đến tiệm vàng đổi tiền. Đổi 7 tờ này là tổng cộng đổi một lượt hay là đổi từng tờ? Đổi buổi sáng đổi một tờ, buổi chiều đổi 6 tờ. Buổi sáng là khoảng 9 giờ, sáng là chưa phát hiện. Cái buổi chiều là đổi lên 6 tờ nữa là chủ tiệm vàng mới thấy cái số tiền lớn, thì qua kiểm tra cái số tiền là mới phát hiện là tiền giả. Trước mắt là kiểm tra lại cái đoạn camera tại cơ sở để thu lại cái đặc điểm đối tượng và phương tiện đối tượng. Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an thị trấn Tân Châu, Công an huyện Tân Châu và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra truy xét các nghi can tiêu thụ tiền giả. Đây là cái vụ việc tôi cho rằng là mới hoàn toàn. Bởi vì là từ trước đến nay chúng ta chủ yếu là đấu tranh với đối tượng làm tiền giả, mà tiền giả đó là tiền Việt Nam đồng.
trên địa bàn của Tây Ninh chúng ta từ trước đến nay chưa phát hiện cái vụ việc lưu hành tiền giả nào liên quan tới ngoại tệ, mà đặc biệt là đồng euro. Thì đây là cái vụ tôi cho là cái vụ đầu tiên, thì chúng ta cần phải tập trung tất cả lực lượng bằng mọi biện pháp để chúng ta làm rõ cái đối tượng chủ mưu phía sau, để chúng ta đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Loại tiền 500 euro á, thì trên thị trường hiện nay thì nó không có phổ biến, nói chung rất ít người dân có thể tiếp cận được cái đối với cái loại tiền này. Những cái tờ tiền 500 euro này rất là giống với tiền thật. Rồi ngoài ra còn thêm những cái biểu tượng chìm, rồi những cái sợi phát quang, để mà khi mà bán cho những người có nhu cầu á, thì các đối tượng thì sẽ sử dụng máy soi chiếu tiền giả bằng tia cực tím để soi qua các tờ tiền để thể hiện những cái sợi phát quang, để tạo lòng tin cho người dân để họ có thể là mua đối với những cái tờ tiền này. Sau khi tiếp nhận từ cái vụ việc từ cái chỗ công an thị trấn Tân Châu thì chúng tôi đã báo cáo với ban đốc và đề xuất là phối hợp ngay từ ban đầu. Thì sau khi được sự đồng ý của ban đốc thì chúng tôi đã cử cái điều tra viên cũng như cán bộ điều tra là phối hợp nhanh với công an thị trấn Tân Châu đấu tranh với các cái đối tượng liên quan tới cái việc mà tiêu thụ tiền giả. Sau nhiều ngày vào cuộc, cơ quan an ninh điều tra xác định được 4 người có biểu hiện khả nghi đến đổi tiền tại tiệm vàng thuộc thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, do những người này bịt kín mặt nên việc truy tìm danh tính của những người này gặp nhiều khó khăn. Rất nhiều mũi công tác để nhanh chóng khẩn trương tiến hành xác minh, ghi lời khai, làm rõ về các nguồn gốc tiền để cũng như các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình số mũi công tác là những tổ trực tiếp xác minh ghi lời khai những đối tượng có liên quan. Tổ thứ hai là tổ về trinh sát những nơi mà đối tượng khai nhận là đối tượng chính mua bán tiền. Điển hình như một đối tượng ở Kon Tum và một đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cái tổ công tác thứ ba là xác minh về tất cả các mối quan hệ nhân thân của các đối tượng có liên quan. Lần theo manh mối và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định được Mai Văn Hương sinh năm 1968, Võ Văn Quy sinh năm 1967, cùng ngụ tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Lưu Thanh Ngọc sinh năm 1972, ngụ tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, và Tăng Thanh Hồ sinh năm 1983, ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Đây là 4 nghi phạm liên quan trực tiếp đến việc mang tiền euro giả đến tiệm vàng để đổi lấy 74,5 triệu đồng tiền Việt Nam. Đối tượng Hưng á, thì qua cái cũng là một trong những cái đối tượng nằm trong cái việc mà môi giới bất động sản, rồi quen biết ở ngoài xã hội với một số cái đối tượng ở dưới Thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì sau khi mà nghe cái một số đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh là nói có cái loại tiền euro 500 euro, đối tượng Hưng đã mua từ tiền mẫu để về đó tìm cái nguồn tiêu thụ. Nếu mà có cái nguồn tiêu thụ thì sẽ là được tiêu thụ được á, thì sẽ là tiêu thụ với số lượng lớn và có khả năng là tiêu thụ ra cả nước ngoài. Thì đối tượng này có cái ý định của đối tượng này, nếu mà tiêu thụ được nữa thì sẽ là mua với số lượng lớn để tiêu thụ, để nhằm mục đích là thu lợi. Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, đây là những tờ tiền mệnh giá lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nạn nhân. Và cũng không ngoại trừ khả năng các đối tượng còn làm giả nhiều loại tiền ngoại tệ khác để tiêu thụ ra thị trường. Do đó đòi hỏi cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phải sớm điều tra ra những kẻ đứng sau đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả, không để chúng có thời gian lẩn trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội.
một mặt tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của các nghi phạm. Các điều tra viên, trinh sát viên cũng đến làm việc với các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là huyện Tân Châu, để yêu cầu hợp tác. Khi phát hiện những đối tượng nghi vấn tiêu thụ những loại tiền như trên thì lập tức thông báo để hỗ trợ cơ quan điều tra truy bắt các đối tượng. Tức là quá trình điều tra vụ án thì thấy rằng các đối tượng này có cái sự cảnh giác rất là cao, chủ yếu là liên lạc đối với những cái người mời giữa người sản xuất và người môi giới, thì họ sử dụng những cái thuật ngữ chuyên môn trong cái những cái thuật ngữ trong cái việc mà trao đổi mua bán đối với những cái loại tiền cổ. Thì người ngoài nếu mà không có trong cái giới này thì sẽ không thể liên lạc và trao đổi đặt mua đối với những cái loại hàng hóa hay các loại tiền của các bị can được. Từ manh mối về người đàn ông tên Đức được các đối tượng tiêu thụ tiền giả khai ra, cơ quan an ninh điều tra xác định đây là nghi phạm đã trực tiếp bán 7 tờ tiền mệnh giá 500 euro cho đối tượng Mai Văn Hưng tại Tây Ninh. Tuy nhiên đối tượng đang ở đâu, làm gì thì chưa rõ. Cái nhân thân của tên Đức thì không rõ chút nào cả. Thì đối tượng khai rằng là quen biết trên cái mạng xã hội. Giao dịch nhau chủ yếu là qua các cái tài khoản thôi, chứ còn không sử dụng điện thoại chính chủ để liên lạc. Thì rất khó khăn cho cái việc mà để truy tìm các cái đối tượng còn lại trong vụ án. Với tinh thần quyết tâm phải triệt phá bằng được nhóm đối tượng sản xuất tiêu thụ ngoại tệ giả trên địa bàn tỉnh, cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp đồng bộ với nhiều lực lượng để xác minh làm rõ từng mắt xích trong vụ án. Sau hơn 20 ngày kể từ khi tiếp nhận vụ việc tiêu thụ tiền ngoại tệ giả tại thị trấn Tân Châu, ban chuyên án đã dựng lên được lai lịch của nghi phạm này. Theo đó, Nguyễn Hoàng Minh Đức, sinh năm 1964, ngụ tại thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, là cái tên được đưa vào tầm ngắm. Ngoài tổ công tác xác minh ghi lời khai, nắm được thông tin là đối tượng Đức và đối tượng Mai Văn Hưng giao dịch với nhau qua tài khoản ngân hàng để chuyển nhận tiền, thì từ đó là biết được cái số chứng minh nhân dân của đối tượng Đức. Thì qua trên địa bàn phối hợp với công an thành phố Kon Tum thì xác minh được đối tượng Đức là có hộ khẩu thường trú tại xã Đoàn Kết. Thì cái xã Đoàn Kết này thì cái xã rất là xa ở trung tâm, thì đường xá rất là xa xôi. Thì với tinh thần quyết tâm tấn công các tội phạm thì các trinh sát cũng phối hợp với công an địa phương giám sát nhà của đối tượng, rồi vận động quần chúng nhân dân khu vực đó để hiểu biết hơn về đối tượng Đức. Thì kết quả là phát hiện là đối tượng Đức là hoạt động là môi giới bất động sản và di chuyển rất là nhiều tỉnh thành, từ Đồng Nai, Bạc Liêu, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Lần theo các dấu vết của đối tượng, ban chuyên án xác định Nguyễn Hoàng Minh Đức đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh và có nhiều hoạt động nghi vấn. Sau khi có được thông tin này, tổ trinh sát phụ trách theo dấu của Đức đang ở Kon Tum lập tức lên đường về thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với công an quận Bình Tân và công an phường Bình Trị Đông B ra soát toàn bộ địa bàn, đặc biệt là các nhà trọ, để khoanh vùng khu vực nghi can đang lẩn trốn. Qua quá trình xác minh thì xác định được đối tượng là đang tạm trú ở một cái nhà trọ. Tuy nhiên cái việc mà đăng ký để trốn tránh cái sự phát hiện của cơ quan điều tra thì đối tượng là không đăng ký tạm trú. Đó nên là rất là khó. Rồi đây đối tượng di chuyển liên tục. Thì qua giám sát rất là nhiều ngày bằng các cái biện pháp thì đến cái ngày 24 tháng 6 thì tụi tôi phát hiện và đưa đối tượng về làm việc. Rồi anh cho biết mối quan hệ với Mai Văn Hưng. Rồi con bộ không biết Mai Văn Hưng cách đây mấy năm. Là qua cái mối quan hệ là làm cò của cách. Thì anh bán cho Mai Văn Hưng đó là bao nhiêu tờ tiền euro?
bán tổng cộng á, bán tổng cộng hơn là 7 tờ. Bước đầu tên Đức là cũng khai nhận là có bán cho đối tượng Hưng là 7 tờ euro mệnh giá là 500. Thì tuy nhiên á, thì để mà xác định cái nguồn tiền đâu mà Đức có để bán á, thì đối tượng Đức cũng lúc đầu cũng quanh co cho rằng là mua trên mạng, mua của một đối tượng nào đó thôi, trên mạng không rõ, cũng qua các cái mạng xã hội thôi. Kiên trì đấu tranh kết hợp với biện pháp giáo dục, thuyết phục để cho đối tượng thấy được chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sẵn sàng áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với những đối tượng phạm tội mà thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan điều tra. Sau 3 ngày bị tạm giữ, Nguyễn Hoàng Minh Đức đã khai ra nguồn tiền euro giả có được là do mua từ một đối tượng tên Liêm, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mọi thông tin về nghi can này đều rất mập mờ. Sau khi nắm được thông tin cũng như ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị về việc đối tượng Liêm có tạm trú, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại quận Bình Tân, thì bản thân là trực tiếp trong cái tổ mũi trinh sát phối hợp với công an quận Bình Tân rà soát về các nhân hộ khẩu trên địa bàn, đối chiếu về các đặc điểm ngoại hình cũng như là vóc dáng mà các đối tượng Đức khai nhận về đối tượng Liêm. Thì qua đối chiếu rà soát thì trên địa bàn quận Bình Tân có khoảng 5 cái đối tượng tên Liêm có đặc điểm về ngoại hình và chiều cao tương tự với đối tượng Đức mô tả. Tài liệu trinh sát xác định được kẻ bán tiền euro giả cho Đức là Lê Thanh Liêm, sinh năm 1978, ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đối tượng này di chuyển nhiều tỉnh thành phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai để chiêu nạp đàn em. Liêm luôn xuất hiện với bề ngoài chỉnh chu như một doanh nhân thành đạt. Đáng lưu ý, Liêm không trực tiếp tiêu thụ tiền giả mà giao cho các đối tượng khác phân nhỏ nguồn tiền nước ngoài giả để đem tiêu thụ trên địa bàn. Có thời điểm phát hiện hoạt động phi pháp có dấu hiệu lộ nên Liêm cũng yêu cầu các đàn em chú ý cho việc tiêu thụ nguồn tiền nước ngoài giả. Đối tượng Liêm thì sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này thì rất có nhanh nhẹn, rất có nhiều cái kinh nghiệm, rất là hoạt bát. Tại đối tượng này từng là làm cái môi giới bất động sản, rồi là tham gia với một cái số đối tượng là cho rằng là trong cái lĩnh vực là mua bán đồ cổ, là có rất là nhiều cái mối quan hệ phức tạp. Cái thứ hai về trình độ thì cái đối tượng này là rất rành về cái trình độ vi tính. Qua đeo bám nhiều ngày, trinh sát nhiều ngày rồi phát hiện được là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của đối tượng Liêm tại số nhà 106 đường Nguyễn Trọng Cát, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Thì khi đã phát hiện được nhà của đối tượng Lê Thanh Liêm thì tổ trinh sát cũng chia nhau để tiếp cận. Quá trình trinh sát thì phát hiện nhà của đối tượng Liêm này là cái hẻm đi vào, thì nhà đối tượng Liêm này thì lắp đặt camera rất là nhiều để có sự giám sát xung quanh. Bên cạnh đó thì nhà đối tượng Liêm thì cũng có nuôi rất là nhiều chó để cảnh giác nên rất khó trong quá trình tiếp cận trinh sát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn một tháng vào cuộc, đến ngày 27 tháng 6 năm 2023, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định thời cơ chín muồi đã đến. Nhiều tổ công tác nhận lệnh đồng loạt tổ chức bắt giữ Lê Thanh Liêm. Qua khai thác nhanh, bước đầu Liêm thừa nhận chính mình là người đã bán 7 tờ euro giả cho Nguyễn Hoàng Minh Đức. Tuy nhiên, Liêm khai số tiền trên là mua lại của người khác, giao dịch thông qua mạng xã hội. Để làm rõ mọi thông tin, ban chuyên án đã dự tính từ trước, lập tức đọc lệnh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thanh Liêm. Sau khi kiểm đếm 70 thùng giấy, mỗi thùng chứa gần 100 cọc tiền giả. Là
bao gồm 1.503 tờ 500 euro giả, 26 thiết bị điện tử, đồ vật, vật tư các loại dùng để sản xuất tiền giả, máy đếm tiền, chánh lúp, cân tiểu ly, hơn 200 triệu đồng tiền Việt Nam và hàng ngàn tờ 100 đô la Mỹ có ghi phía sau dòng chữ Ngân hàng Địa phủ đã bị thu giữ. Phải nói là rất là ngạc nhiên, chúng tôi là phát hiện một số lượng đặc biệt lớn tiền ngoại tệ giả mà đối tượng đã trực tiếp làm ra theo khai nhận của đối tượng. Thì đối tượng làm thì đối tượng hiện tại đối tượng ở một cái nhà là 4 tầng lầu và đối tượng đưa lên làm tiền giả này ở cái tầng cao nhất để nhằm tránh cái sự là nghi ngờ phát hiện của cái địa phương. Trước đây chúng tôi cũng điều tra các cái vụ án liên quan tới tiền giả, chủ yếu là tiền Việt Nam đồng thôi. Thứ hai là tiền đô la giả. Tuy nhiên đối với vụ án này thì đối tượng ngoài cái việc làm cái đồng euro, đồng đô la giả thì đối tượng còn làm 7 cái loại ngoại tệ giả khác. Tôi nói thí dụ là cái đồng euro thì đã đem ra lưu hành và đã bị bắt giữ thì không nói rồi. Còn lại là thí dụ tiền Iraq, tiền Triều Tiên, tiền của Hồng Kông, Zimbabwe, tiền của Malaysia, vân vân. Theo đó, từ năm 2017, trong quá trình làm dịch vụ mua bán bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thanh Liêm quen biết một số đối tượng làm môi giới mua bán các loại tiền cổ, đồ vật có xuất xứ từ nước ngoài như Mỹ, Hồng Kông, Iraq. Những món đồ này được gọi là vật, tiền bảo chứng, công cụ tài chính, nên Liêm tìm hiểu, nghiên cứu lĩnh vực này. Sau đó Liêm biết rằng nguồn gốc các loại đồ vật tiền cổ đều được làm giả từ Trung Quốc. Đến năm 2019, Liêm bắt đầu làm giả các loại tiền cổ như 1 triệu đô la Mỹ ghi niên đại 1928-1934, 100 triệu tỷ Zimbabwe, 55.000 dinars nhằm mục đích bán hình ảnh, video từ các đồ vật, tiền cổ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu với số tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi lần chụp, quay phim. Cơ quan an ninh điều tra cũng đã tiến hành thực nghiệm điều tra, yêu cầu Lê Thế Liêm làm lại toàn bộ quy trình sản xuất tiền giả với thủ đoạn vô cùng tinh vi. Trong cái quá trình mà cho đối tượng làm lại, thực hiện lại cái hành vi mà làm tiền giả, đối tượng này làm rất là tinh vi, rất là thần thục, chỉ trong vòng có 15-16 phút là sẽ hoàn chỉnh một tờ tiền. Qua cái nhìn thấy bằng mắt thường thì nó giống với cái tờ tiền thật là tới khoảng 90-95%. Nếu như mà BA09 mà không có kịp thời phát hiện, ngăn chặn cái tiền mà một ngày mà đối tượng nó in ra, nó tung ra thị trường thì rất là lớn. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái nền kinh tế. Đến tháng 3 năm 2023, Liêm gặp Nguyễn Hoàng Minh Đức và được Đức đặt vấn đề mua loại tiền này. Do vậy, Liêm đã lên trang mạng xã hội bán hàng trực tuyến, tìm mua tờ tiền mẫu 500 euro giống tiền thật nhất để nghiên cứu làm giả. Trong tháng 4 năm 2023, bằng các kỹ thuật của mình, Liêm đã trực tiếp làm được rất nhiều loại tờ tiền mệnh giá 500 euro giả, rồi mang bán cho Đức 7 tờ với giá 3 triệu đồng một tờ. Tiếp đó, Đức mang 7 tờ tiền giả này liên hệ và bán lại cho Mai Văn Hưng, sinh năm 1968, ngụ tại ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, với giá 10 triệu đồng một tờ. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hưng nhờ Võ Văn Quy, Lưu Thanh Ngọc và Tăng Thanh Hồ mang tiền giả tiêu thụ ở một tiệm vàng thuộc thị trấn Tân Châu, được 74,5 triệu đồng. Sau đó, chủ tiệm vàng trên phát hiện tiền nước ngoài giả nên trình báo cơ quan công an. Từ trước đến nay trên địa bàn Tây Ninh cũng xảy ra nhiều vụ lưu hành tiền giả, nhưng mà nôm na là chúng ta chỉ xử lý được cái gốc, cái ngọn thôi, còn cái gốc là chúng ta chưa thử được. Thì qua cái vụ án này chúng tôi xử lý được tận gốc là một phần là do cái tinh thần quyết tâm quyết liệt trong cái đấu tranh chống tội phạm của cái đơn vị. Thì qua đây cho thấy rằng cái đấu tranh với cái vụ án này, tôi cho rằng là cái tinh thần trách nhiệm của anh em là có được nâng lên, và cái bản lĩnh chính trị của anh em cũng được nâng lên, bản lĩnh nghề nghiệp cũng được nâng lên một bước.
thời gian qua, tình trạng rao bán tiền giả trên mạng xã hội có nhiều diễn biến phức tạp. Cụ thể, các đối tượng thường sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, trang fanpage, đăng tải thông tin quảng cáo, mua bán tiền giả công khai trên không gian mạng. Những nội dung quảng cáo rao bán tiền giả đã lôi kéo một số người mua bán tiêu thụ tiền giả, làm nảy sinh động cơ phạm tội, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Hiện nay, tiền giả được làm bằng kỹ thuật khá tinh vi, có đặc điểm giống hệt tiền thật, bằng mắt thường khó có thể phát hiện. Phần lớn nguồn tiền giả được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới và đem đi các tỉnh tiêu thụ. Dù tiền giả tinh vi đến đâu cũng không thể tinh xảo, hoàn toàn giống tiền thật từ chất liệu đến kỹ thuật, nên người dân thận trọng, có ý thức cảnh giác để ngăn ngừa được tội phạm. Khi có nghi ngờ, người dân phải từ chối và báo cơ quan chức năng để xử lý. Nếu người tiêu dùng lỡ nhận phải tiền giả vì sót của không báo cho cơ quan chức năng mà tiếp tục tìm cách tiêu thụ, thì sẽ gây khó khăn cho các cơ quan chức năng chuyên trách, đồng thời góp phần tiếp tay cho tội phạm, tự biến bản thân thành người phạm tội. Chúng ta là nên là nâng đề cao cái cảnh giác trước cái những cái thủ đoạn, mà cái thủ đoạn của đối tượng á, là thứ nhất là mua tiền giả sau đó về đó, để là chia nhỏ lẻ ra để tiêu thụ. Đó nên là người dân hết sức cảnh giác. Đó, nhất là đối với những cái tiền ngoại tệ. Ngoại tệ, tiền ngoại tệ thì chỉ thu đổi là chỉ có ngân hàng nhà nước và những nơi có được cấp phép thôi. Chúng ta không nên là mua bán ở ngoài. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta đừng có hám lợi, nghe cái lời dụ dỗ của cái số mà làm ra tiền giả, cho rằng là mua tiền này về để bán lại rồi thôi thu lời.